Đi vào cái vùng thảo nguyên ở Đồng Lâm thuộc xã Hữu Liên. Bao quanh về bốn bề là núi đá vôi, nhưng ở đây có một đồng cỏ xanh mướt rất là rộng. Đường vào đây hơi khó khăn. Đi ô tô thì bạn phải đỗ ô tô ở ngoài kia, cái điểm chỗ người ta thả trâu bò. Và trong này nếu đi xe máy thì được. Trong này cắm trại thì tuyệt vời luôn. Có thể là một khu camping lớn hoặc là một sự kiện camping. Ở dưới camping toàn Việt Nam vào đây cũng được, đủ chỗ. Bên cạnh có một dòng suối, rất nhiều nước. Ở đây nếu mà bạn vẫn có thể nghe thấy được tiếng suối chảy rì rào luôn. Bên kia có tiếng bò kêu. Đấy, trước mặt. Đi bộ vào thì cũng muốn một đoạn khá xa, 15 phút từ điểm dừng ô tô. Nhưng mà đường đi tốt, như các bạn thấy trên hình, thì đi bình thường, đeo ba lô vào đây, hạ trại. Đấy, có một người đi xe máy đi ra. Khu đồng cỏ rộng lớn, hầu như không có người. Địa điểm tuyệt vời để cắm trại. Bên kia có một đàn ngựa rất đẹp. Chắc tôi cũng phải quay ra sớm thôi, tại vì tôi còn đi sang Bắc Sơn nữa. Ở phía cuối kia là có một cái hồ, theo như trên bản đồ chắc tôi không đi đến cái hồ đấy. Bình thảo nguyên rất rộng, thảo nguyên Đồng Lâm nằm trọn vẹn giữa các núi đá vôi.